Khi mà Julie tìm hiểu sâu hơn về cà phê ở Việt Nam, đâu là điều mà khiến Julie cảm thấy bất ngờ? Cà phê không đắng. Để có cái ly cà phê của mình thì mình phải đợi 7 năm. Liệu chúng ta có thể đọc vị một cái người nào đó qua cái gu thưởng thức của họ hay không? Cái này thì có ạ. Thiệt không? Thiệt. Cho mình một quẻ luôn đi. Mình thích macchiato. Chấp nhận lộ bài luôn. Chúng ta đang ở đâu trên cái bức tranh về cà phê trên thế giới? Thế giới đang nhìn nhận chúng ta như là một cái quốc gia trồng cà phê nhưng chưa chắc là biết thưởng thức cà phê. Nếu mà chúng ta nghĩ là cà phê chỉ bán được với giá thấp thôi, chúng ta sẽ không nghĩ đến cái chuyện là cần phải đầu tư cho nó. Chúng ta hãy sử dụng cả năm giác quan của mình để thưởng thức. Hãy giữ nó trong vòng miệng của mình 3 giây chẳng hạn. Mình làm liền luôn nè. Yes. Wow, thiệt luôn. Đúng là có nhiều thứ không để đến bởi vì không biết.